Các em ạ, nhà thơ chị Lan Viên đã từng viết: con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. Trong cuộc đời mỗi chúng ta, người mẹ có vai trò vô cùng to lớn. Mẹ luôn dành cho chúng ta những tình yêu thương vô bờ bến. Mẹ luôn bên chúng ta, theo dõi, động viên, khích lệ chúng ta, chăm sóc chúng ta từng ly từng tí. Thế nhưng không phải ai cũng nhận ra được tất cả những điều đó. Chỉ đến khi chúng ta mắc những lỗi lầm, những khi chúng ta có những sai phạm, thì mới có những suy nghĩ để nhận ra. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu văn bản Mẹ Thôi của tác giả Edmondo de Amici để hiểu rõ hơn về đức hy sinh, về tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái. Cô mời chúng ta cùng tìm hiểu văn bản. Trước hết, chúng ta tìm hiểu phần giới thiệu về tác giả Edmondo de Amici. Ông sinh năm 1846, mất năm 1908. Ông là nhà hoạt động xã hội, nhà văn hóa, nhà văn lỗi lạc của nước Ý. Ông viết nhiều về đề tài thiếu nhi, về nhà trường và về những tấm lòng nhân hậu. Về tác phẩm, văn bản Mẹ Tôi được trích trong tập truyện Những Tấm Lòng Cao Cả, xuất bản năm 1886. Trong phần 2, đọc hiểu văn bản. Về phần đọc, chúng ta đọc văn bản, chú ý ở thái độ của người bố đối với lỗi lầm của Enrico, và khi bố kể về những tình cảm mà mẹ Enrico dành cho cậu bé. Văn bản Mẹ Tôi, thứ 5 ngày 10 tháng 11. Bố để ý là sáng nay, lúc cô giáo đến thăm, khi nói với mẹ, tôi có nhớ thốt ra một lời thiếu lễ độ để cảnh cáo tôi. Bố đã viết thư này. Đọc thư, tôi xúc động vô cùng. Trước mặt cô giáo, con đã thiếu lễ độ với mẹ. Việc như thế không bao giờ con được tái phạm nữa. Enrico của bố à, sự hồn láo của con như một nhát dao đâm vào tim bố vậy. Bố nhớ cách đây mấy năm, mẹ đã phải thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hồn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con. Nhớ lại điều ấy, bố không thể nén được cơn tức giận đối với con. Hãy nghĩ xem, Enrico à, con mà lại xúc phạm đến mẹ con ư? Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn. Người mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hy sinh tính mạng để cứu sống con. Hãy nghĩ kỹ điều này, Enrico à. Trong đời, con có thể trải qua những ngày buồn thảm, nhưng ngày buồn thảm nhất tất sẽ là ngày mà con mất mẹ. Khi đã khôn lớn, trưởng thành, khi các cuộc đấu tranh đã tôi luyện con thành người dũng cảm, có thể có lúc con sẽ mong ước thiết tha được nghe lại tiếng nói của mẹ, được mẹ giang tay ra đón vào lòng. Dù có lớn khôn khỏe mạnh thế nào đi chăng nữa, con sẽ vẫn tự thấy mình chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, yếu đuối và không được chở che. Con sẽ cay đắng khi nhớ lại những lúc đã làm cho mẹ đau lòng. Con sẽ không thể sống thanh thản nếu đã làm cho mẹ buồn phiền. Dù có hối hận, có cầu xin linh hồn mẹ tha thứ, tất cả cũng chỉ vô ích mà thôi. Lương tâm con sẽ không một phút nào bị yên tĩnh. Hình ảnh dịu dàng và hiền hậu của mẹ sẽ làm tâm hồn con như bị khổ hình. Enrico này, con hãy nhớ rằng tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả. Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình thương yêu đó. Từ nay, không bao giờ con được thốt ra một lời nặng với mẹ. Con phải xin lỗi mẹ, không phải vì sợ bố, mà do sự thành khẩn trong lòng. Con hãy cầu xin mẹ hôn con,
để cho chiếc khuôn ấy xóa đi cái dấu vết phong ấn bội nghĩa trên trán con. Bố rất yêu con. Enrico à, con là niềm hy vọng tha thiết nhất của đời bố. Nhưng thà rằng bố không có con, còn hơn là thấy con bồi bạc với mẹ. Thôi, trong một thời gian con đừng hôn bố. Bố sẽ không thể vui lòng đáp lại cái hôn của con được. Bố của con. Vậy qua phần đọc, phần tìm hiểu bài ở nhà, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nhan đề của văn bản. Văn bản là một bức thư của người bố gửi cho con. Nhưng tại sao tác giả lại đặt tên là mẹ, nhan đề là mẹ tôi? Trước hết, với nhan đề mẹ tôi thì đây là một nhan đề do chính tác giả đặt tên. Thứ hai, nội dung của bức thư đề cập đến chuyện xảy ra giữa mẹ và đứa con. Thứ ba, bức thư đề cao nhấn mạnh vai trò của người mẹ. Và thứ tư, mục đích của bức thư là giáo dục con cái cần có tình cảm, kính yêu, thái độ biết ơn đối với mẹ. Vậy thì nhan đề mẹ tôi là phù hợp với nội dung của văn bản. Thứ hai là về kiểu văn bản. Văn bản mẹ tôi thì thuộc kiểu văn bản Nhật dùng, với phương thức biểu đạt chính đó là biểu cảm. Tóm tắt văn bản, sau khi đã đọc hết văn bản này rồi thì các em có thể tự tóm tắt văn bản. Ở đây cô gợi ý cho các em một cách tóm tắt ngắn gọn. Văn bản mẹ tôi kể về sự việc cậu bé Enrico đã vô tình thổ ra một lời thiếu lễ độ với mẹ khi cô giáo đến thăm nhà, và bố Enrico biết chuyện thì đã viết cho cậu một bức thư với lời lẽ vừa yêu thương vừa tức giận để nghiêm khắc cảnh cáo lỗi lầm của cậu. Và trong thư thì người bố đã dùng những lời lẽ vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng yêu thương để dạy bảo Enrico. Đặc biệt là người bố đã nhấn mạnh về tình yêu thương, sự hy sinh cao cả mà mẹ đã dành cho cậu. Và trước cái cách xử sự vô cùng khéo léo, tinh tế nhưng cũng rất nghiêm khắc của bố thì Enrico đã cảm thấy hối hận và xúc động vô cùng. Về nhà, các em từ tóm tắt văn bản lại cho cô. Về bố cục thì văn bản mẹ tôi chia bố cục thành hai phần. Phần một là từ đầu đến xúc động vô cùng. Phần thứ hai còn lại, nội dung của phần thứ nhất đó là hoàn cảnh người bố viết thư cho Enrico, và phần thứ hai là nội dung bức thư của người bố. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phân tích cái văn bản để hiểu hơn về nội dung của văn bản đó. Hoàn cảnh người bố viết thư cho Enrico. Vậy thì nguyên nhân mà bố viết thư cho Enrico ở đây là gì các em? Enrico đã nhớ thốt ra một lời thiệu lễ đồ với mẹ khi cô giáo đến thăm nhà. Mục đích của việc viết thư đó là để cảnh cáo, giúp cho Enrico suy nghĩ, nhận ra và sửa chữa được lỗi lầm của mình. Và mục đích này thì có tác dụng thứ nhất đó là giữ được cái sự cái việc bức thư này ấy, có tác dụng được hết là giữ được cái sự kính đạo tế nhị. Thứ hai là không làm cho người mắc lỗi mất đi lòng từ trọng. Khi mà chúng ta thường hay không kìm nén được cảm xúc của mình, đặc biệt là tức giận, thì mình sẽ thường là cáu gắt và sẽ làm cho đứa con lại rất là ái ngại về cái việc làm của mình. Vì thế là việc ông bố dùng cái bức thư này là để làm cho Enrico cảm thấy là gì, mình vẫn được tôn trọng, bày tỏ được tất cả những điều muốn nói với con. Nếu như mà nói bằng
trực tiếp bằng miệng lời thì có thể là người bố sẽ không thể hiện được hết những cái điều mà mình muốn trình bày, nhưng với bức thư thì ông bố đã có thể trình bày hết được tất cả những điều ông muốn nói với con. Và đây là một cái cách giáo dục rất là tinh tế cũng như là vô cùng hiệu quả của bố Enrico dành cho cậu. Và thái độ của Enrico khi mà đọc bức thư thì là gì? Vô cùng xúc động. Vậy chúng ta lưu ý với một cái cách mở bài ngắn gọn, xúc tích thì tác giả giúp cho chúng ta giúp cho câu chuyện tự nhiên xúc động, gây được xúc động với chúng ta hơn. Nội dung thứ hai đó là nội dung của bức thư mà bố Enrico gửi cho cậu. Nội dung của bức thư thì được chia làm 3 nội dung. Thứ nhất đó là tình cảm và thái độ của bố trước lỗi lầm của Enrico. Thứ hai là hình ảnh người mẹ qua lời gợi nhắc của bố. Và thứ ba là lời khuyên của người bố. Tình cảm và thái độ của bố trước lỗi lầm của Enrico này. Con đã thiếu lễ độ với mẹ. Bố không thể nén được cơn tức giận đối với con. Thà rằng bố không có con còn hơn là thấy con bồi bạc với mẹ. Bố sẽ không thể vui lòng đáp lại cái hôn của con được. Sự hỗn loạn của con như một nhát dao đâm vào tim bố vậy. Con mà lại xúc phạm đến mẹ con ư? À, vậy thì với những cái chi tiết này thì tác giả đã sử dụng những cái nghệ thuật. Trước hết đó là gì? Những cái câu văn mà gì? Câu văn khẳng định, câu văn phủ định, không thể, không có, không thể. Rồi tiếp theo đó là gì? Phép gì? So sánh. Rồi con mà lại xúc phạm đến mẹ con ư? Đây là một cái câu hỏi tố từ. Dùng câu văn phủ định thì thể hiện cái điều gì của ở đây nhỉ? Thái độ nghiêm khắc kiên quyết của người bố, rồi sự đau đớn tột cùng cũng như là cái sự thất vọng ngỡ ngàng của bố trước cái lỗi lầm của Enrico. Vậy thì từ đây chúng ta thấy được cái thái độ nghiêm khắc kiên quyết cũng như là cái tâm trạng đau đớn buồn bã tức giận của bố trước lỗi lầm của đứa con. Thứ hai là về hình ảnh người mẹ qua lời gợi nhắc của bố. Trước hết là những kỷ niệm về mẹ. Người bố đã gợi cho Enrico nhớ lại được những cái kỷ niệm của mẹ đối với mình. Đó là khi cậu bị ốm thì mẹ đã thức suốt đêm cúi mình trên chiếc nôi, trông chừng hơi thở hổn hển của con. Quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con. Sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn. Có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hy sinh tính mạng để cứu sống con. Và hình ảnh dịu dàng hiền hậu của mẹ. Ở đây chúng ta thấy tác giả sử dụng mấy dòng văn rất là gì? Truyền cảm, rất là giàu về sự thiết tha trân trọng của người chồng đối với vợ, của người cha khi mà nói về với con về vợ của mình. Qua lời gợi nhắc của bố thì người mẹ hiện lên là một người dịu dàng, hiền hậu, giàu đức hy sinh, yêu thương con rất là chân thực, khách quan. Tiếp theo chúng ta đi tìm hiểu về ý nghĩa của người mẹ.
Vậy thì người mẹ có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời của Enrico và mỗi chúng ta? Trong đời con có thể trải qua những ngày buồn thảm nhất, nhưng ngày buồn thảm nhất tất sẽ là ngày mà con mất mẹ. Mẹ là duy nhất, không ai có thể thay thế được. Khi con đã khôn lớn trưởng thành, con sẽ mong ước thiết tha được nghe lại tiếng nói của mẹ, được mẹ giang tay ra đón vào lòng. Con sẽ vẫn thấy mình là một đứa trẻ tội nghiệp, yếu đuối, không được chở che. Con sẽ cay đắng nhớ lại những lúc làm mẹ đau lòng. Con không thể sống thanh thản nếu làm cho mẹ buồn phiền. Dù có hối hận, có cầu xin linh hồn mẹ tha thứ, tất cả cũng chỉ vô ích mà thôi. Lương tâm con sẽ không một phút nào yên tĩnh. Hình ảnh dịu dàng và hiền hậu của mẹ sẽ làm tâm hồn con như bị khổ hình. Những chi tiết này để cho thấy được là gì? Với mỗi chúng ta, mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chắc, an ủi, che chở cho con suốt cả cuộc đời. Vậy ở đây tác giả sử dụng nghệ thuật gì ạ? Thứ nhất đó là gì? Điệp ngữ con sẽ. Thứ hai đó là dùng cái lời văn gia đình. Khi khôn lớn trưởng thành, đấy, khi mẹ mất, vân vân. Và một loạt những cái câu văn khẳng định thể hiện được cái hình ảnh người mẹ có ý nghĩa vô cùng to lớn trong cuộc đời của mỗi chúng ta, với những cái phẩm chất cao đẹp xứng đáng được tôn thờ và kính trọng. Và tiếp theo đó là lời khuyên của bố. Người bố đã khuyên Enrico như thế nào? Việc như thế con không bao giờ được tái phạm nữa. Con hãy nhớ rằng tình yêu thương kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả. Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình thương yêu đó. Không bao giờ được thốt ra một lời nói nặng với mẹ. Con phải xin lỗi mẹ, con hãy cầu xin mẹ hôn con. Nhận xét về từ các chi tiết từ ngữ hình ảnh thì chúng ta thấy được rằng là gì? Trước hết đó là một cái loạt những cái từ phủ định. Và cái câu cầu khiển, dòng điều thì rất là linh hoạt, cho thấy được cái lời khuyên rất là chân thành, thể hiện cái tình yêu thương của người bố dành cho con, và từ tình yêu thương đó để con hiểu hơn về vai trò, vị trí của người mẹ trong gia đình. Vậy thì ở nội dung thứ hai này chúng ta đã tiến hành tìm hiểu bao nhiêu cái ý trả lời cho cô bằng cách nhắn tin. Đấy, dùng tin nhắn, dùng cái con số thôi cả em nhé. Phần C, tác dụng của bức thư. Khi đọc thư của bố thì Enrico xúc động vô cùng. Vì lý do gì? Trước hết là người bố đã gửi lại cho cậu những kỷ niệm xúc động giữa mình với mẹ. Thứ hai là thái độ kiên quyết và nghiêm khắc của bố đã giúp cậu hiểu ra được cái lỗi lầm của mình. Thứ ba là những lời nói chân tình và cũng rất là nghiêm khắc khuyên nhủ của bố. Thứ tư là thấy xấu hổ, ân hận với lỗi lầm của mình. Vậy thì việc người bố dùng cái bức thư đã tác động rất là lớn đến Enrico. Nếu như mà nói trực tiếp, chưa chắc bố Enrico đã có thể là giúp Enrico hiểu được cái lỗi lầm của mình. Và cũng bố Enrico cũng không thể
kể cho Enrico diễn đạt cho em, cô hiểu hết về những hy sinh mà mẹ Enrico đã phải trải qua. Nhưng bằng hình thức bức thư thì bố Enrico đã chúc gửi lại điều đó và vẫn thể hiện được cái sự kiên quyết nghiêm khắc của mình với cái lỗi lầm của con, nhưng đồng thời cũng thể hiện được cái sự chân tình, cái tình yêu thương của người bố dành cho con. Và từ đó thì con thấy được cái lỗi lầm của mình và sẽ tìm được cái cách khắc phục, sửa chữa lỗi lầm đó. Vậy thì đến đây văn bản của chúng ta đã kết thúc. Các em hãy nhắc lại cho cô có mấy nội dung mà chúng ta vừa phân tích, trả lời cho cô qua cái đoạn chat. Đấy. Các em ghi bằng con số cho cô. Và bây giờ chúng ta sang phần thứ ba, tiểu kết. Trước hết về nghệ thuật thì qua văn bản mẹ tôi, tác giả đã sáng tạo ra hoàn cảnh xảy ra câu chuyện rất là mới lạ. Thứ hai là lồng ghép câu chuyện vào bức thư để tạo được cái sự thuyết phục, ấn tượng. Thứ ba, lựa chọn hình thức biểu cảm trực tiếp. Hình thức biểu cảm trực tiếp thì sẽ bộc lộ được những cái tình cảm, cảm xúc rất là chân thật. Thứ tư, sử dụng các chi tiết hình ảnh đặc sắc về người mẹ. Thứ năm là giọng điệu, lời văn sâu sắc, xúc động. Và qua cái văn bản thì cũng cho thấy được vai trò to lớn của người mẹ trong gia đình, đồng thời giáo dục tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng của mỗi con người. Đây chính là nội dung của văn bản mẹ tôi. Và toàn bộ cái văn bản của chúng ta đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các em đã quan tâm lắng nghe. Và về nhà chúng ta sẽ chuẩn bị bài cuộc chia tay của những con búp bê. Cô chào các em.